Xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau với một cái tác phẩm mới mang cái âm hưởng văn hóa dân gian và phản ánh cả một cái triều đại lịch sử rất là huy hoàng. Đó là cái triều đại của nhà Lý. Và như quý vị cũng đã biết, triều Lý tồn tại trong vòng 216 năm, trải dài từ thế kỷ thứ 11 tới thế kỷ thứ 13. Và trong suốt cái chiều dài lịch sử hơn 200 năm đó, triều Lý đã tạo ra vô cùng nhiều nền văn hóa, cái nền độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam. Và sau lưng tôi là cái tác phẩm Rồng Trầu Lá Đề, một cái tác phẩm phản ánh lên cái nhìn của người xưa, cái nhìn của vị hoàng đế, cái nhìn của người làm chủ đất nước thời kỳ nhà Lý. Bởi vậy cho nên là hình ảnh con rồng của thời kỳ nhà Lý nó đã tròn trịa, nó đã mang được đủ cái hình hài của một cái triều đại độc lập. Và như quý vị cũng đã biết, trước thời kỳ nhà Lý, chúng ta chỉ có những con rồng ở trong sự tích, chúng ta chỉ có những con rồng ở trên câu chuyện lưu truyền thôi. Với những câu chuyện của vua Lạc Long Quân, nòi giống của nhà rồng. Và chúng ta luôn luôn nghe về con rồng như vậy, nhưng chúng ta cũng chưa từng có một cái bản vẽ, chưa từng có một cái kiến trúc, chưa từng có một cái tác phẩm nào để hoàn thành một cái con rồng nó đầy đủ, nó phản ánh được những cái ý niệm của người dân Việt Nam. Và trong clip này thì tôi muốn nói với quý vị hai điểm về con rồng thời Lý. Điểm thứ nhất đó là tính lịch sử. Đó là từ trước thời kỳ nhà Lý đổ về trước, chúng ta chỉ biết tới con rồng qua những câu chuyện kể, qua những cái hình ảnh, qua những câu chuyện sự tích, chứ chưa có một cái văn bản nào, chưa có một cái tác phẩm nào ứng dụng vào cuộc sống, khắc họa lên một cái con rồng tổng thể, nó ra đầy đủ hình hài, mặt, mũi, chân, tay. Thì đến thời kỳ nhà Lý đã làm được điều đó, đã khắc họa hình ảnh con rồng một cách tròn trịa, đầy đủ nhất. Và cái tính lịch sử thứ hai của thời kỳ nhà Lý đó là cái tính triết học. Trong một cái xã hội phong kiến với người đứng đầu là vua, có đầy đủ quyền lực, quyền sinh, quyền sát, quyền quyết định, định đoạt vận mệnh của cả một dân tộc, thì với hệ giá trị, với góc nhìn và với cái đạo đức của nhà Phật, thời kỳ nhà Lý đã đem những cái triết lý của nhà Phật vào trong đời sống. Chính vì như vậy cho nên là hình ảnh con rồng là hình ảnh thể hiện cái sự uy quyền, thể hiện cái vị thế của người làm chủ. Tuy nhiên thì con rồng lại được nằm ở trong một cái khuôn khổ của một chiếc lá đề. Và như quý vị cũng đã biết, đó là lá đề chính là biểu tượng của Phật giáo, biểu tượng của trí huệ, biểu tượng của giác ngộ. Và khi mà lồng ghép hai chi tiết này vào với nhau thì chúng ta cũng hiểu rằng quyền uy, quyền lực được nằm trong một cái hệ giá trị nhân văn và được nằm trong một cái hệ quy chiếu luôn luôn lấy từ bi hỷ xả, lo cho dân, lo cho nước là cái hệ quy chiếu quan trọng nhất. Thì chúng ta sẽ thấy đó là thời kỳ nhà Lý chính là một cái thời kỳ thái bình thịnh trị và là tạo ra một cái bước ngoặt của dân tộc Việt Nam, chấm dứt được 1.000 năm đô hộ, 1.000 năm của thời kỳ tối tăm của dân tộc. Và hai cái tính lịch sử như vậy, giữa cái việc là tạo ra hình ảnh con rồng và cái tính lịch sử thứ hai đó là con rồng nằm trong một cái lá đề, nó đang phản ánh cái tư duy, phản ánh cái góc nhìn của một cái thời kỳ xã hội phong kiến. Nhưng cho đến ngày hôm nay chúng ta nhìn lại, chúng ta vẫn cảm nhận được người xưa đang nghĩ cho dân tộc, đang nghĩ cho đất nước Việt Nam. Và đặc điểm thứ hai tôi muốn phân tích cùng với quý vị đó là tính ứng dụng. Và với một cái xã hội thời kỳ phong kiến thì con rồng chỉ gói gọn trong những đồ dùng của vua, của cung đình. Nhưng mà sau đó thì con rồng đã thoát khỏi cái sự trói buộc trong cung đình, đã ra với lại đình, chùa, cái vật dụng. Và ví dụ điển hình như bức tranh này là một trong những cái phôi gỗ được chúng tôi chế tác lên dùng để trang trí trong một cái phòng khách, trong một cái phòng làm việc, hoặc một cái sảnh, hoặc là một cái khu vực uống trà. Trên đây chúng tôi đã vừa trao đổi, chia sẻ với quý vị một cái tác phẩm Rồng Thời Lý mà chúng tôi vừa mới hoàn thành. Và thông qua clip này, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều những cái ý kiến đóng góp, chia sẻ của quý vị. Và thông qua đó, chúng tôi cũng muốn góp một phần nhỏ
vào công cuộc khôi phục, gây dựng, truyền bá, lan tỏa những cái giá trị về văn hóa, lịch sử tốt đẹp của Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những clip gần đây. Tranh gỗ Bùi Gia thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.